Honda Civic 2024 chính thức ra mắt Việt Nam, chốt giá từ 789 triệu đồng, xe có 8 cảm biến trước sau, bản hybrid mạnh tới 200 mã lực. Honda Civic facelift với phiên bản hybrid mới, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khách tham quan tới gian hàng của thương hiệu chủ quản tại Việt Nam Motor Show 2024. Hôm nay 23 tháng 10 tại SECC thành phố Hồ Chí Minh, Honda Civic facelift đã chính thức ra mắt người dùng Việt Nam tại Việt Nam Motor Show 2024, VMS 2024, với 3 phiên bản. Trong đó, bản G giá 789 triệu, bản GS 889 triệu và bản E-HEV GS 999 triệu đồng. Mua màu trắng ngọc hoặc đỏ chỉ có trên bản GS sẽ cộng thêm 5 triệu đồng. Civic facelift xuất hiện ở VMS 2024 có hai bản tham khảo là GS thường chạy động cơ và GSE HEV Hybrid. Trên phiên bản cập nhật mới nhất, kích thước tổng thể Honda Civic 2025 không có nhiều thay đổi so với trước. Thông số dài, rộng, cao lần lượt là 4.681mm x 1.802mm x 1.415mm. Chiều dài cơ sở 2.734mm và khoảng sáng gần 128mm. Bản E-HEV GS với tông trắng trang nhã hơn. Mâm và viền tản nhiệt hai bản khác nhau về thiết kế. Về thiết kế tổng thể, bản facelift của Civic có một số thay đổi nhỏ ở mặt trước. Lưới tản nhiệt họa tiết lục giác không còn nối liền với cụm đèn. Hốc gió trước cũng được thiết kế lại. So với bản cũ, nội thất Civic facelift không có quá nhiều thay đổi rõ rệt. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là màn hình 9 inch cảm ứng của xe này dùng phần mềm do Google phát triển, hỗ trợ Apple CarPlay trên Android Auto không dây. Hệ thống giải trí còn có 12 loa Bose, cổng sạc USB-C và kết nối Honda Connect. Cửa gió điều hòa phía sau được trang bị cho mọi cấu hình trang bị. Honda Việt Nam xác nhận Civic facelift sẽ có hai tùy chọn động cơ. Điểm khác biệt lớn nhất của Civic 2024 là lần đầu tiên có tùy chọn động cơ hybrid tại Việt Nam. Theo đó, phiên bản Civic E-HEV GS sử dụng máy xăng 2.0 lít, kết hợp cùng hai motor điện cho công suất tối đa 200 mã lực và moment 315 Nm. Xe có 3 chế độ lái điện, hybrid và xăng đi cùng phanh tái sinh. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 4,56 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Hai phiên bản còn lại gồm Civic GS và Civic G vẫn sử dụng máy xăng 1.5 lít tăng áp, công suất tối đa 176 mã lực và moment xoắn cực đại 240 Nm. Honda Việt Nam cũng cho biết, cả 3 phiên bản Civic 2024 tại đều được trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing, bao gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp, hệ thống giảm thiểu trạch làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành. Ngoài ra, xe đã được bổ sung 8 cảm biến va chạm trước sau trên bản mới.